Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi. Lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ quằn bôn ba. Cho từng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì. Trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Vâng, thưa quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý chấn bác, động anh chị, giới Tử Vi tiết lộ cực chuẩn đúng tháng 5, 6. Tháng 6 và tháng 7 năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, ăn ở phúc phần, trời Phật độ mệnh, làm ăn trúng lớn, đổi vận phát tài, tiền vàng nhét chặt két, khổ mấy cũng đổi đời giàu sang phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mình gặt hái được nhiều điều tốt đẹp, nếu như không thể giàu có bằng người khác, thì ít nhất cũng trải qua một cuộc sống an nhàn, bình yên bên những người mình thương yêu. Để có được những điều này, mỗi người đều phải nỗ lực không ngừng để thay đổi bản thân từng ngày. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra là được tận hưởng nhiều may mắn. Có những người trước khi đến với thành công, phải trải qua nhiều khó khăn vất vả. Họ chỉ dám trông mong mỗi ngày mình sẽ thay đổi, không nghĩ đến những tháng ngày tới mọi thứ sẽ như thế nào. Theo thông tin mới nhất từ giới tử vi học luận giải, trong 3 tháng giữa năm âm lịch 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, sẽ công thành danh toại, cuộc sống được nâng lên một tầm cao mới, không những có thể tạo dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định, mà còn có thể tạo dựng được gia đình ấm no, sung túc. Sau tất cả, từ trung vận trở đi con giáp này có trong tay tất cả, chỉ việc an nhàn, hưởng thụ cuộc sống viên mãn. Để biết được vận trình cụ thể, chi tiết trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch của tuổi Bính Thìn diễn biến ra sao, thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi video ngay sau đây. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nam nữ mạng. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, mệnh Thủy, thiên hà thủy, nước sông thiên hà, xương con dê, tướng tinh con rồng, cuộc đời được bà chúa Ngọc độ mạng. Đinh Mùi được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu, trẻ em tuổi Đinh Mùi thường hiền lành, ngoan ngoãn dễ bảo, đôi khi còn có sự nhút nhát, bẽ lẽn đáng yêu, dễ tạo thiện cảm. Những nét tính cách này có thể theo cả tới khi trưởng thành. Bởi đây dường như là đặc trưng cơ bản nhất của tuổi Đinh Mùi, nếu đường đời được thuận lợi thì sẽ có được vẻ phong nhã, thanh nhàn. Nhưng nếu cuộc sống không được như ý, gặp nhiều vất vả, gian truân thất bại, tuổi Đinh Mùi lại trở nên rất bi quan, ủy mị chán trường. Với cách hành sự luôn thể hiện sự chân thành, ấm áp, lại thêm vẻ thanh nhã, Đinh Mùi thường được kính trọng và người ngưỡng mộ. Họ luôn sống theo nguyên tắc tự do, phóng khoáng và đối xử với người khác bằng sự nhân hậu, khoan dung, là người giỏi quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà. Bản tính là rất yêu trẻ con, thích vật nuôi cho nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù có tính cách ưa sự nhẹ nhàng, hòa hảo, không thích tranh cãi xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một sự đè nén, chèn ép nào, không bao giờ có thể ép buộc họ làm điều họ không muốn. Trong sáng và nhân hậu là nét tính cách cao quý của tuổi này, họ thường sẵn sàng giúp đỡ người đang trong cơn hoạn nạn. Trong cuộc đời tuổi Đinh Mùi, hiếm khi phải lo lắng về ba điều thiết yếu trong đời sống gồm cái ăn, cái mặc, nơi ở, dù đi bất cứ đâu thì họ cũng dễ dàng kết bạn. Vì họ luôn đối xử với người xung quanh rất chân thành, trung thực. Đinh Mùi được cho là dễ có đời sống hôn nhân mãn nguyện. Họ không chỉ được bạn đời yêu thương mà còn được họ hàng quý mến. Dân gian cho rằng tuổi Đinh Mùi sinh vào các mùa đều tốt, riêng mùa đông là vất vả hơn.
vì mùa đông ít có cỏ để ăn. Tuy vậy thực tế là dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào thì Đinh Mùi cũng không cần quá lo, bởi vận số tuổi này may mắn sẽ được quý nhân phù trợ, nhận được sự chủ động giúp đỡ từ người xung quanh, dù trong cảnh khốn cùng thì vẫn có thể xoay sở vượt qua nhờ vào sự giúp đỡ từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè, xã hội. Nhìn chung Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ người thân quý. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú, họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngừng từ chối, nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thán phục mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng để sự việc diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Có ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của tuổi Đinh Mùi? Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, tuổi Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp khi có tranh cãi hay bất hòa và dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Họ rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Đinh Mùi cũng không thích nói thẳng, vì vậy đôi khi cách hành xử của họ có phần không thẳng thắn, trực diện, khiến người khác cảm thấy lòng vòng rắc rối bực mình. Nhưng đó là bản tính của tuổi này, đừng hy vọng họ xô bồ trong thái độ cử chỉ và đặc biệt là ngôn từ. Những gì họ nói ra chỉ là một phần nhỏ của những gì họ nghĩ. Những ai muốn thực sự hiểu thấu họ thì cần phải kiên trì dành thời gian để hiểu từng chút một. Người nghe hãy từ tốn gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện để thể hiện sự đồng tình, để biết hết những suy nghĩ, cảm nhận của họ. Có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng sâu xa đằng sau sự lòng vòng, không thích thẳng thắn trực diện này chính là vì họ luôn biết chừa cho mình một đường lui. Vì tính cách mềm mỏng hơi thiếu quả quyết nên tuổi Đinh Mùi cần hợp tác với người có tính cách mạnh mẽ, bởi chỉ có kỷ luật thép thì họ mới bớt sự thông dong, nhàn hạ để bắt đầu tận dụng hết những khả năng của mình và làm việc thật sự chăm chỉ để có hiệu quả. Tuổi Đinh Mùi ưa sống trong môi trường quen thuộc, gắn bó rất mật thiết với gia đình. Tuổi Đinh Mùi quan trọng độ ăn hợp khẩu vị, ngày sinh nhật và những dịp lễ Tết kỷ niệm. Họ thường kỷ niệm những ngày trọng đại đó đối với đời sống cá nhân một cách khá rình rạng, theo kiểu thích thể hiện, bởi thực sự họ rất quan trọng những dịp này, họ có thể sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Dường như Đinh Mùi mang trong mình nỗi buồn và sự đa cảm từ trong bản chất, họ luôn nhìn thế giới một cách khá tiêu cực, vì vậy, họ cũng luôn mong người xung quanh sẽ vật tinh thần họ dậy. Họ rất dễ bị lạc đường, dễ buồn bã, dễ đưa ra những lựa chọn sai khi đi mua sắm. Tuổi Đinh Mùi cũng khá mâu thuẫn, đôi khi nói không là có, nói có là không. Tuổi này giỏi che giấu điểm yếu bằng sự lãnh trí, biết đạt được điều mình muốn, đôi khi bằng những tiểu xảo. Khi cần thiết thì họ rất giỏi nhõng nhẽo, quấy rầy, cốt là để đạt được thứ mình muốn. Với bản tính chân thành và điềm tĩnh, thêm vào đó là vẻ ngoài biết tỏ ra đáng thương khi cần, họ luôn biết cách thuyết phục người khác rất hiệu quả. Họ không bao giờ làm tổn thương bạn bè, đôi khi có thể từ bỏ một mối quan hệ để tránh khỏi những cãi vã, xung đột đang xảy ra. Đinh Mùi nhạy cảm và đôi khi thích tìm niềm vui trong những mơ màng, ảo tưởng hơn là những cuộc vui thật sự. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Tuổi này rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của họ. Nếu không sinh trong những giờ như Thìn, Tỵ, Dần thì Đinh Mùi sẽ khó lòng phù hợp với những công việc đòi hỏi trách nhiệm và sự nhạy bén cao. Thay vào đó thì sẽ phù hợp với những công việc cho phép được làm theo ý mình, được tự do. Luận giải tử vi năm 2024 cho thấy, năm này hứa hẹn cũng sẽ là một năm nhiều may mắn đối với Đinh Mùi. Khi được nhiều cát tinh trợ mệnh, mọi mặt cuộc sống đều có những bước chuyển đáng kể. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên trong công việc. Quý mệnh cũng duy trì được mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp, nên công việc tiến triển thuận lợi. Nhiều mục tiêu đặt ra ở đầu năm sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch vào giữa năm, đem lại được nhiều niềm tin và động lực cho tương lai. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng rất thuận lợi khi quý mệnh dễ dàng nhìn nhận được đâu là cơ hội mình cần nắm bắt ngay lập tức. Thời điểm này mối quan hệ với khách hàng, đối tác cũng tốt, thích hợp để mở mang lĩnh vực kinh doanh buôn bán, chắc hẳn sẽ đem về một khoản tiền lớn. Về tình cảm, tình duyên cũng vô cùng tốt đẹp khi được hàng loạt các cát tinh như Phượng cát, Long trì chiếu mệnh, dù còn độc thân hay đã lập gia đình cũng sẽ được hưởng niềm hạnh phúc thuộc về mình. Về sức khỏe, cả tinh thần và thể chất đều giữ mức cân bằng, giúp quý mệnh duy trì thể trạng tốt, ít đau ốm. Nếu có bệnh cũng gặp thầy gặp thuốc, yên tâm mà chữa bệnh, bệnh tật sẽ thuyên giảm.
Vậy, chi tiết các phương diện cuộc sống của Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm 2024, cụ thể như thế nào? Về mặt sự nghiệp, thì sự nghiệp của Đinh Mùi có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Ngay từ những ngày đầu năm, bạn cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ để nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức. Với tính cách điềm đạm thân thiện của mình, Quý Mệnh dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí dù là người mới bước chân vào xã hội hay vừa thay đổi công việc, cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển. Hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân. Nếu có ý định tham gia thi cử trong năm nay, thì bạn cũng sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, thậm chí làm rạng danh được dòng họ. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình để có thể nắm thật chắc kiến thức, phát huy khả năng của mình. Tuy nhiên, có thời điểm trong năm, chịu ảnh hưởng của quan phù, Quý Mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, vốn là người có tài, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. Về mặt tài lộc, tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2024 có nhiều điểm sáng về tài lộc trong 3 tháng giữa năm 2024 này. Nhờ có nhị hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của Đinh Mùi trở nên cực hanh thông. Trong năm 2024 này, Đinh Mùi biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ. Nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức, cũng vẫn giành được lợi thế kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song Quý Mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Giữa năm khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, thì có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương thì luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Giữa năm, thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn, với năng lực của mình. Quý Mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc, thì Quý Mệnh có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Về mặt tình cảm, gia đạo, luận giải tử vi năm Giáp Thìn 2024, dự đoán tháng giữa năm này, Đinh Mùi nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm này. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể. Vì thế, hãy sẵn sàng tinh thần được tận hưởng hạnh phúc. Với người còn độc thân, chịu tác động tích cực của cuộc diện nhị hợp, bạn dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng gặp người phù hợp với bản thân mình. Người còn chưa chủ động trong chuyện tình cảm, có thể được người thân hoặc bạn bè giới thiệu đối tượng. Điều bạn cần làm ở thời điểm này là mở rộng lòng mình và thử tham gia các cuộc gặp gỡ. Có thể bạn sẽ gặp được người có quan điểm sống phù hợp với mình, có những đức tính khiến mình quý mến. Với người đã có đôi có cặp, mệnh chủ và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hay tranh cãi sẽ giảm đi đáng kể. Hai người còn là động lực của đối phương để tiến về phía trước. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của mệnh chủ, con kia có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Quý Mệnh vô cùng tự hào về gia đình mình. Về mặt sức khỏe, với tình hình sức khỏe tốt cũng giúp cho Đinh Mùi bớt được nhiều mối lo. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc, nên dù có bận rộn đến mấy cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực kiệt sức. Tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể giúp sức khỏe của Quý Mệnh được cải thiện. Người mắc bệnh trong năm nay cũng gặp thầy gặp thuốc, khiến bệnh tình thuyên giảm. Hơn nữa, bên cạnh bạn luôn có người thân quan tâm chăm sóc, áp lực kinh tế không lớn nên bạn có thể yên tâm chữa bệnh. Dù ở độ tuổi nào, Đinh Mùi cũng nên chú ý đến việc rèn luyện thân thể. Hãy lựa chọn hình thức thể dục, thể thao phù hợp với khả năng của bản thân. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn khiến đầu óc tỉnh táo,
tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Và tiếp sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng, cũng như cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 5, tháng 6, tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là tử vi tuổi Đinh Mùi, tháng 5 âm lịch 2024. Tháng mới được nhị hợp trợ mệnh, mang tới rất nhiều điều kiện thuận lợi cho con giáp này, để họ có thể bứt phá hơn về khía cạnh tài chính. Bên cạnh đó vẫn nên thận trọng, chớ nên quá tham lam. Nhờ quan đới tạo điều kiện thuận lợi, nên vận quý nhân tăng lên, mọi sự thuận lợi vì được nhiều người giúp sức. Chính ấn mang tới nhiều điều kiện tốt, nhưng chính bạn sớm nhận ra mình càng ngày càng bận rộn hơn khi phải theo đuổi nhiều thứ trong cuộc sống. Thế nên hãy xem xét đánh giá và tìm giải pháp cân bằng phù hợp hơn cho mình. Luận giải tử vi tài lộc của Đinh Mùi, trong tháng 5 âm lịch, Thái Dương các tinh mang tới vận may cho quý mệnh về tiền bạc. Con giáp tuổi này có thể kiếm được nhiều tiền mà không phải tốn quá nhiều công sức. Lục bạch bay về phương Đông Bắc, quý mệnh có cơ hội phát tài nhỏ. Hãy tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi đang có. Những ai làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc kim loại thì sẽ có nhiều lợi thế hơn bất cứ ai. Tuy nhiên, Đinh Mùi nhớ thận trọng, đừng vì tham lam mà đánh đổi. Luôn có nhiều rủi ro ẩn sâu vẻ bề ngoài phẳng lặng mà bạn khó thấy được. Vì vậy lúc này không nên liều lĩnh làm gì đó quá phá cách và táo bạo. Về phương diện tình duyên, tháng mới của Đinh Mùi có rất nhiều điều rực rỡ. Hứa hẹn nhất là những cặp đôi có những chuyến đi chơi, gia tăng trải nghiệm sống cho cả hai người. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ, nên quý mệnh và một nửa của mình khá tâm đầu ý hợp. Nếu trước đây hai người có căng thẳng, thì đây là thời điểm để có thể hóa giải tất cả. Cuộc sống tình cảm của quý mệnh cũng có những thay đổi tinh tế. Đừng lo lắng, bạn đã có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong tình yêu. Thời gian này, người độc thân là người có khiếu hài hước, thông minh, nên rất dễ thu hút người khác giới. Đừng quá ưu tiên công việc mà quên đi chuyện tình cảm. Nhớ phân bổ thời gian hợp lý để hẹn hò. Tử vi tháng mới dự báo, sức khỏe của Đinh Mùi cần lưu ý, dễ tổn thương tỳ vị, nhưng cũng không được dùng nhiều đồ bổ béo quá, gây rối loạn tiêu hóa. Thời gian này, quý mệnh cũng nhớ bổ sung nước đầy đủ, vì nước có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Khi thiếu nước, không chỉ các chức năng của các cơ quan trong cơ thể bị suy giảm, mà các biểu hiện ngoài da cũng nặng nề. Hiểu được cơ thể mình trong thời gian này cũng là một điều tốt cho chính bạn. Nó có thể khiến bản thân bạn biết cảnh giác hơn và ý thức bảo vệ sức khỏe sẽ tăng lên. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân, màu sắc may mắn là màu xanh và màu đen, con số phát lộc là số 37 và số 92. Tiếp theo là tử vi tuổi Đinh Mùi, tháng 6 âm lịch 2024. Quý mệnh đang có những chuyển biến tốt trong tháng này, nhờ có tam hội độ mệnh, quý mệnh khá tự tin vào những việc mình đang làm, chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở. Sự nghiệp của Đinh Mùi trong tháng mới được nhiều cát tinh cao chiếu nên khởi sắc rõ rệt, công việc triển khai thuận lợi. Với quan hệ tam hội xuất hiện sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này. Nếu bạn biết tận dụng thời cơ đúng lúc, lại thêm nguyệt lệnh quan đới chống lưng, nên tháng này rất phù hợp để cầu chức, cầu danh, hứa hẹn những chức vụ mới, vị trí mới đầy xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tháng này cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say, bạn khá tự tin vào những việc mình đang làm. Chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc, chứ không cần ai phải nhắc nhở. Không còn là giai đoạn ngồi chờ việc hay phải đợi có người thúc ép nữa, cũng chủ động xông xáo hơn hẳn. Tử vi tháng còn cho thấy các mối quan hệ xã giao của Đinh Mùi tốt hơn trước rất nhiều. Nếu bạn biết cách khai thác lợi thế này, có thể sẽ kết nối được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Đặc biệt, quý nhân vượng tăng mạnh, sự chủ động sẽ khiến bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Nhờ đó bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Giai đoạn mới đảm nhận những công việc mới có thể khiến bạn lo lắng và có phần hoang mang, nhưng đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần bản thân mình muốn thì có rất nhiều cách, đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ người đi trước, giàu kinh nghiệm. Tử vi tài lộc tháng này của Đinh Mùi, trong tháng vận khí thăng tiến cũng giúp quý mệnh đón tin vui ở phương diện này, thuận đà công việc hanh thông. Không có lý do gì mà tài chính của Đinh Mùi không khởi sắc theo đó. Thậm chí, bạn sẽ không cần phải suy tính quá nhiều trong việc kiếm tiền, mà đồng tiền sẽ tự đến, quan đới đảm bảo sự nghiệp tiến triển ổn định. Quý mệnh vẫn đang từng bước hoàn thành các kế hoạch,
mục tiêu của bản thân, nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt. Do quý mệnh đạt được những thành tích nhất định nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương, thăng chức. Những ai đang ấp ủ mong muốn tăng lương cũng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên. Nếu nỗ lực và đóng góp của bạn là xứng đáng thì cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này của bạn. Với người làm kinh doanh buôn bán thì cũng nên nắm bắt thời cơ khi thần tài đang đứng về phía bạn, nhờ tam hội cục nhập mệnh, hợp tác làm ăn trôi chảy, lợi nhuận rủng rỉnh, bạn hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch đề ra từ trước đó. Để tăng cường may mắn về tài lộc, tuổi Đinh Mùi có thể trưng các loại cây cảnh vượng lộc như cây kim tiền, chúc phú quý trên bàn làm việc. Những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định và bền vững hơn. Về phương diện tình duyên, tháng mới cũng đánh dấu những biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm của Đinh Mùi. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho mệnh chủ. Tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân. Bạn có thể sẽ tìm được một người thích hợp với mình. Kết thúc những tháng ngày lẻ loi bao lâu này, bạn có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì cứ ngồi chờ đợi như trước đó. Đào hoa có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng với các cặp đôi hay người đã lập gia đình thì điều đó lại cực kỳ nguy hiểm. Đôi bên có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau. Tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ, các cặp vợ chồng nên tỉnh táo tìm đúng mối lương duyên thiện lành, chớ đứng núi này trông núi nọ mà tự phá hoại hạnh phúc của bản thân. Tử vi tháng mới dự báo, sức khỏe của Đinh Mùi vốn không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này. Dù vậy, bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là khi quý mệnh ham làm, ham việc, mải mê phấn đấu cho phát triển sự nghiệp và làm giàu, nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất là nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe, thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân, màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng, con số phát lộc là số 79 và số 63. Cuối cùng là tử vi tháng 7, tuổi Đinh Mùi âm lịch. Quý mệnh bước sang tháng mới, có nhị hợp thái tuế trợ mệnh, tài chính đại cát đại lợi, làm gì cũng thông thuận, suôn sẻ. Quý nhân xuất hiện mang tới cho bạn những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp. Tháng này, bạn có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp, không lo đơn thương độc mã, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch và thậm chí một số việc còn tồn động trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tinh thần hăng say giúp quý mệnh đang đạt được hiệu suất rất cao, đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng. Tin vui là bán hợp thái tuế sẽ giúp tài vận của Đinh Mùi chuyển biến tích cực, có những bước tiến đột phá trong tháng này. Theo đà công việc thăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc hơn, chính tài sẽ tăng nhẹ. Người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện thì hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức tăng lương cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Tất nhiên có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, có lợi cho đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể. Khi quý mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Nếu đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì có thể bắt tay vào tháng này là khá phù hợp. Có điều may mắn đến thì cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn. Đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm nhé, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, quý mệnh cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng lợi nhuận, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, tuổi Đinh Mùi vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh, nguy cơ hao tài tốn của vẫn luôn tiềm ẩn nếu mà chủ quan. Trong tháng, nếu phát sinh những giao dịch tiền bạc quan trọng hay vấn đề vay mượn tiền của thì cần hết sức để cao cảnh giác, đừng để bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật. Tử vi tháng nhận thấy đây cũng là tháng có đào hoa nở rộ trong mệnh số của Đinh Mùi. Điều này có lợi nhất là với người độc thân, mở rộng mối quan hệ, được mai mối, giới thiệu cho những đối tượng phù hợp. Trái ngược với người độc thân, các cặp đôi
hay vợ chồng lại dễ gặp rắc rối do đào hoa quá vượng. Tính chất công việc khiến bạn thường xuyên phải tiếp xúc với người khác giới, đôi khi không tránh được những buổi xã giao, gặp gỡ. Sang tháng Chạp, sức khỏe của Đinh Mùi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo do thời tiết thay đổi. Dù vậy, bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, trong tháng có Bạch Hổ chiếu mệnh, hung tinh này có thể gây điểm sát thương, tai nạn bất ngờ, nhắc nhở quý mệnh đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông, cẩn thận khi sử dụng những món đồ kim loại sắc nhọn trong nhà. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thìn, màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng, con số phát lộc là số 36 và số 91. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người nghèo không tiết kiệm ba loại tiền, người giàu không vào ba cửa, làm được phiền nhiễu tránh xa, lợi lộc tìm đến. Đây là lời răn dạy quan trọng của người xưa cho mọi người về những điều cần lưu ý trong cuộc sống. Cuộc sống mỗi người dù giàu có hay nghèo khó thế nào cũng cần phải lưu tâm đến vấn đề này để cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ hơn. Lời dạy của cổ nhân ắt có cơ sở, tốt nhất nên làm theo. Tại sao nói người nghèo không nên tiết kiệm ba tiền? Theo như lời dạy của cổ nhân, đời người dù có nghèo khó đến đâu cũng không nên tiết kiệm ba loại tiền. Vậy đó là ba loại tiền gì? Thứ nhất, tiền cho sức khỏe. Nhiều người có suy nghĩ rằng mỗi đồng tiền mình kiếm ra đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, thế nên họ hình thành suy nghĩ và hành động tiết kiệm đến mức chi li, rẻ sẻn. Họ không dám dùng đồ tốt, không dám ăn món ngon, không dám mua đồ đẹp. Thế nhưng họ lại quên đi một điều vô cùng quan trọng, đó là sức khỏe là vô giá, đồng thời cũng là vốn quý nhất của mỗi con người. Có sức khỏe là có tất cả. Chỉ khi khỏe mạnh, ta mới có thể tự kiếm ra tiền, chinh phục được mục tiêu và ước mơ của mình. Chính vì thế, những khoản chi cho sức khỏe là vô cùng quan trọng. Không nên tiết kiệm những khoản này làm gì. Vì thế hãy đầu tư cho việc ăn uống, mua những đồ dùng chất lượng tốt để sử dụng, duy trì những thói quen lành mạnh. Tiêu tiền cho sức khỏe là cách tiêu tiền thông thái nhất, miễn không hoang phí là được. Chỉ khi khỏe mạnh, bạn mới có thể làm ra được nhiều tiền hơn. Thứ hai, tiền cho tri thức. Nhiều người quan niệm rằng chi tiền cho tri thức là khoản đầu tư không bao giờ thua lỗ. Đây chính là quá trình học tập cũng như nâng cao trình độ, giúp bản thân có thêm nhiều cơ hội, tìm kiếm những cơ hội mới trong tương lai. Khi bạn chi tiền cho tri thức, bạn không chỉ giàu có trong tâm hồn, giàu kiến thức, giàu kinh nghiệm, mà còn có cơ hội tăng tiến trong sự nghiệp, trở thành người giàu có về của cải trong tương lai. Thời gian đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy đây là một khoản đầu tư đắt đỏ. Thế nhưng sau một thời gian, bạn sẽ nhận ra khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Đầu tư cho tri thức là một trong những loại đầu tư thông thái, giúp bản thân nhận được về những lợi ích cũng như giá trị lâu dài và bền bỉ. Thứ ba, tiền quà. Người xưa có câu rằng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, có qua có lại mới giữ được các mối quan hệ xã hội lâu dài. Từ thời xưa đến nay, việc quà tặng đã được bình thường hóa, trở thành sợi dây vững chắc, kết nối mọi người với nhau. Chính vì thế, bất cứ khi nào bạn nhận được tiền như một món quà từ người khác, hãy ghi nhớ số tiền đó, sau đó trả lại cho họ sau này, vào một dịp nào đó. Đây cũng là một loại tiền không nên tiết kiệm. Biết sử dụng tiền quà đúng cách, đúng người, sẽ giúp cuộc sống, sự nghiệp mới càng suôn sẻ và hanh thông. Người giàu không vào ba cửa, có nghĩa là gì? Thứ nhất, sòng bạc. Người xưa có câu, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cho chân vào cùm. Có thể hiểu, cờ bạc là thứ độc hại, có thể gây nghiện, nhưng lại chẳng mang đến lợi lộc gì cả. Một khi đã đâm đầu vào, thì khó mà dứt bỏ ra được. Cờ bạc vốn luôn có sức mê hoặc, khi đã thắng lại muốn thắng thêm, khi thua lại mang tâm lý muốn gỡ gạc lại. Cứ như thế chúng ta bị lạc vào một vòng tròn luẩn quẩn, không thể thoát ra được một khi đã mê cờ bạc. Người chơi đều tin tưởng rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng họ đều rơi vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà. Dính vào cờ bạc thì dù có giàu sang đến mấy, cũng nhanh chóng tiêu tan. Nhiều người còn mất hết tất cả chỉ sau một đêm, cuối cùng phải chọn cách tiêu cực để kết thúc cuộc đời. Thứ hai, trốn trụy lạc. Giống như cờ bạc, những chốn phong hoa quế nguyệt và ăn chơi trụy lạc thường không mang đến bất kỳ lợi lộc gì, thậm chí còn kéo theo vô vàn rắc rối về sức khỏe, tài chính và hạnh phúc gia đình. Để có được thành công như ngày hôm nay,
bạn đã phải tốn rất nhiều công sức, nên đừng chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh đổi tất cả. Cũng giống như cờ bạc, những chốn trị lạc này, một khi đã bước chân vào thì khó mà dứt ra được. Nó khiến sức khỏe sa sút, tiền tài tiêu tan, gia đình cũng ly tán. Nếu việc làm của bạn người khác biết được, bạn sẽ đánh mất nhân phẩm, danh dự bị xấu đi. Vì thế, hãy tránh xa nơi này càng sớm càng tốt. Một khi đã dính vào thì hối hận cũng không kịp. Thứ ba, nơi thị phi. Cuộc sống vốn ẩn chứa vô vàn điều mới mẻ, kích thích nhiều sự hiếu kỳ của mọi người. Ai cũng muốn được học hỏi và khám phá những điều mới lạ. Có người thích nơi yên ả, nhưng có người lại thích chốn lao sao. Thế nhưng, một khi đã sa chân vào chốn thị phi, sẽ khiến bạn rước về hàng loạt rắc rối và phiền não không đáng có. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, người ta muốn tránh còn chẳng được, bạn lại đâm đầu vào làm gì? Sống ở đời, tốt nhất nên hạn chế không quản những chuyện không liên quan đến mình. Nếu không đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Làm được những điều này, cuộc sống sẽ bình yên, phúc khí và may mắn tìm đến, còn tai họa và rắc rối sẽ bớt đi. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6-7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.